Đang phát sinh chào bạn. Sau này đang phát sinh giới thiệu các bạn cần câu Power King, cần ba khúc các bạn nhé. Đang vừa dựng xong, đang đợi làm bát nữa là xong, hoàn thiện các bạn. Đang quay phần tổng thể cho các bạn xem ba khúc. Đây đốt một đây các bạn. Một gốc vậy. Chưa vào keo các bạn nhé. Chưa vào keo nó đẹp này, nên cần nó đẹp này. 425 các bạn nhé. Power King, hãng Asino sản xuất. Asino này công nghệ sản xuất giống của Shimano các bạn nhé. Chai trong dập các bạn. Đây, đốt thứ hai từ gốc lên. Và đây là khoen đề ba chưa vào keo, độ sắc sảo rất nét, phối màu đẹp vàng đen, chỉ màu vàng đen các bạn, quá hợp lý các bạn. Đây, khoen Fuji đấy các bạn nhé. Đây. Đây là đốt ngọn này các bạn. Đốt ngọn là đốt ngọn này. Đây cũng khoen Fuji ạ. Đấy Fuji các bạn. Chỉ đều chưa vào keo. Đang đợi bác kia bác gửi cái thông số để vào bát nữa là vào keo cả tổng thể luôn. Rồi cho em nó lên đường. Rảnh ngồi quay qua review cho các bạn xem, khá là đẹp. Đang sẽ cân trọng lượng và đo đường kính ngọn cho các bạn này. Đây là kính ngọn này các bạn. Ba ly rưỡi các bạn. Đây là cái ngọn 3,5 ly. Cần các bạn ơi, trọng lượng cần. Trọng lượng này là thiếu bát đấy các bạn. Bát thì cũng mấy gam mà, không đáng kể. Năm trăm chín ba gam. 600 g đi các bạn. Rồi nhé. Này 600 g. Tính cả bát với keo kết vào tầm 600 g. Đấy. Vừa rồi Hải đang phát sinh giới thiệu các bạn cần Power King chiều dài 4m25, độ cứng BX. Đấy. Quen bát Fuji. Hải Đăng Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing xin.